Người phụ nữ trong hình là ai? Who's the woman in the picture? Who's the woman in the picture? Bà Edna Campbell. She's Mrs. Edna Campbell. Bà ấy sống ở đâu? Where does she live? Ở Glasgow. She lives in Glasgow. Họ đang ở trong nhà bếp, phải không? Are they in the kitchen? Có bao nhiêu đống quần áo dơ ở trên bàn? How many piles of dirty clothes are there on the table? How many piles of dirty clothes are there on the table? Có hai đống quần áo dơ. There are two piles of dirty clothes. There are two piles of dirty clothes. Bà ấy có bao nhiêu đứa con nhỏ? How many young children has she got? Hoặc, how many young children does she have? Bà ấy có ba đứa con còn nhỏ. She's got three young children. Hoặc, she has three young children. Bà ấy phải làm gì mỗi ngày? What does she have to do every day? What does she have to do every day? Giặt rất nhiều đồ. She has to do a lot of washing. She has to do a lot of washing. Họ có bao nhiêu máy giặt trong nhà bếp? How many washing machines have they got in the kitchen? How many washing machines have they got in the kitchen? Hoặc, how many washing machines do they have in the kitchen? Họ có hai máy giặt. They've got two washing machines. They have two washing machines. Hai cái máy như thế nào? How are the two machines? Hoặc, what are the two machines like? Chúng tự động và giống hệt nhau. They're automatic and identical. They're automatic and identical. Chúng hiểu gì? What make are they? They are British Electric. Bà Campbell sẽ làm gì với hai đống quần áo dơ? What's Mrs. Campbell going to do with the two piles of dirty clothes? What's Mrs. Campbell going to do with the two piles of dirty clothes? Bà ấy sẽ giặt đống quần áo này
trong một bộ giặc Fizz mới. She's going to wash this pile of clothes in new Fizz detergent. She's going to wash this pile of clothes in new Fizz detergent. Và đống quần áo kia trong một loại bột giặt nổi tiếng khác. And she's going to wash that pile of clothes in another well-known washing powder. And she's going to wash that pile of clothes in another well-known washing powder. Bà ấy đang làm gì trong khi hai máy giặt đang hoạt động? What's she doing while the two machines are working? What's she doing while the two washing machines are working? Bà ấy đang pha cho chúng ta một tách trà. She's making us a cup of tea. Hai máy giặt ngừng hoạt động chưa? Have the two machines stopped? Hoặc have the two machines stopped working? Vâng. Yes, they have. Bà ấy lấy quần áo ra khỏi chúng chưa? Has she taken the clothes out of them? Has she taken the clothes out of them? Vâng. Yes, she has. Bà ấy có thấy sự khác biệt nào giữa hai đống quần áo không? Can she see any difference between the two piles of clothes? Can she see any difference between the two piles of clothes? Quần áo ở đống thứ nhất sạch, trắng và mềm mại hơn so với quần áo ở đống thứ hai. The clothes in the first pile are much cleaner, whiter, and softer than the clothes in the second pile. The clothes in the first pile are much cleaner, whiter, and softer than the clothes in the second pile. Bà ấy đã giặt đống quần áo thứ nhất trong loại bột giặt nào? In which powder did she wash the first pile of clothes? In which powder did she wash the first pile of clothes? Trong một loại bột giặt Fizz mới. She washed the first pile of clothes in new Fizz detergent. She washed the first pile of clothes in new Fizz detergent. Nó tốt hơn loại bột giặt bà ấy thường dùng không? Is it better than her usual powder? Is it better than her usual powder? Vâng, nó tốt hơn loại bột giặt bã thường dùng nhiều.
Yes, it is. It's much better than her usual powder. Yes, it is. It's much better than her usual powder. Quần áo của bà ấy có bao giờ sạch hơn như thế này không? Have her clothes ever been cleaner than this? Have her clothes ever been cleaner than this? Chưa bao giờ. No, never. Bà ấy định sẽ mua loại bột giặt nào thời gian tới? Which powder is she going to buy next time? Which powder is she going to buy next time? Bột giặt Fizz mới. She's going to buy new Fizz detergent. She's going to buy new Fizz detergent. Tại sao? Why? Vì đó là loại bột giặt tốt nhất mà bà ấy đã từng sử dụng. Because it's the best powder she's ever used. Because it's the best powder she's ever used. Tại sao nhiều người mang quần áo đến hiệu giặt tự động? Why do a lot of people take their clothes to the laundrette? Why do a lot of people take their clothes to the laundrette? Vì họ không có máy giặt. Because they don't have washing machines. Bạn phải làm gì trước khi sử dụng máy giặt? What do you have to do before you use the washing machines? Hoặc, what do you have to do before using the washing machines? Phải đọc những hướng dẫn. I have to read the instructions. I have to read the instructions. Instructions. Bạn phải làm gì sau khi mở cửa ra? What do you have to do after you open the door? What do you have to do after opening the door? Bỏ quần áo vào máy giặt. I have to load the machine with clothes. I have to load the machine with clothes. Bạn phải bỏ bột giặt vào đâu sau khi đóng cửa chắc chắn? What do you have to put detergent into after you close the door securely? What do you have to put detergent into after you close the door securely? Close the door securely. Bỏ bột giặt vào ngăn đựng xà phòng. I have to put detergent into the soap compartment. I have to put detergent into the soap compartment. Sau đó bạn phải chọn gì
What do you have to select then? What do you have to select then? Nhiệt độ giặt. I have to select the washing temperature. I have to select the washing temperature. Bạn phải bỏ bao nhiêu tiền vào khe bên tay phải? How much money do you have to put into the slot on the right? How much money do you have to put into the slot on the right? Đồng 50 xu. I have to put a 50p piece into the slot on the right. I have to put a 50p piece into the slot on the right. Khi nào thì quần áo được giặt xong? When are the clothes ready? When are the clothes ready? Trong 30 phút. They are ready in 30 minutes. They are ready in 30 minutes. Bạn có thể làm gì trong lúc chờ đợi ở hiệu giặt tự động? What can you do while you are waiting at the laundrette? What can you do while you are waiting at the laundrette? Dùng một tách cà phê. I can have a cup of coffee. Bạn có biết sử dụng máy pha cà phê không? Do you know how to use the coffee machine? Do you know how to use the coffee machine?